Tại báo cáo số 180, báo cáo của Sở Xây dựng do Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục ký ngày 31 tháng 5 năm 2019 cho biết, trong tổng số 48 công trình xây dựng tại dự án, có 39 công trình đã đầu tư xây dựng trong giai đoạn 1, có 12 công trình đã vi phạm trật tự xây dựng, gồm 3 công trình xây mới, 3 công trình sửa chữa, 6 công trình chưa thống kê đầy đủ, thiếu sót. Đối với các công trình vi phạm, ngay sau khi có phản ánh của cơ quan báo chí và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Các công trình vi phạm gồm nhà vệ sinh, nhà cổng, nhà bảo vệ, đền tứ trấn, khu quầy 2, tòa tháp. Báo cáo cũng nêu rõ, trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, kết quả xem xét hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan cung cấp, nội dung phản ánh của cơ quan báo chí, việc triển khai đầu tư xây dựng của chủ đầu tư có hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng và việc xây dựng các công trình kiến trúc tâm linh là có cơ sở. Theo danh mục di tích và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành theo quyết định số 5745 QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Tại khu vực dự án chưa xác định có di tích, danh lam thắng cảnh, tuy nhiên, đối với 39 công trình kiến trúc, trong đó có một số công trình kiến trúc do chủ đầu tư đặt tên và đã có trong báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố khi lập hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư có tên gọi thuộc lĩnh vực tôn giáo gồm đền Tam Lão Tổ, đền Tứ Ngự, đền Ngũ Nhạc Ngũ Đế, đền Ngọc Hoàng. Qua kết luận kiểm tra, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị chủ đầu tư, công ty cổ phần du lịch Cova nghiêm túc chấp hành các quy định về khắc phục hậu quả, xử lý nghiêm các công trình vi phạm, ngừng tuyệt đối thi công công trình, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, khẩn trương rà soát trình tự thủ tục trong hoạt động đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị chủ đầu tư sớm tháo dỡ, khẩn trương khắc phục hậu quả đối với 12 công trình đã vi phạm trật tự xây dựng, trường hợp hiện trạng công trình phù hợp với quy hoạch chung đô thị vệ tinh Hòa Lạc. Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc xem xét, hướng dẫn chủ đầu tư cập nhật khi lập quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp với quy hoạch chung để có cơ sở triển khai thủ tục pháp lý dự án giữ nguyên hiện trạng. Trường hợp không phù hợp quy hoạch, chủ đầu tư phải tự tháo dỡ các công trình, hạng mục công trình không phù hợp. Qua đây, dư luận đặt ra câu hỏi, các công trình có tên thuộc lĩnh vực tôn giáo gồm đền Tam Lão Tổ, đền Tứ Ngự, đền Ngũ Nhạc Ngũ Đế, đền Ngọc Hoàng do chủ đầu tư đặt tên và đã có trong báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố khi lập hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư đã được Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao chấp thuận bằng văn bản trước khi xây dựng. Việc xây dựng các công trình nêu trên có được cấp phép xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2015 NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 92/2012 NĐ-CP hướng dẫn biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.